anh vào chủng viện, em có muốn đi tu giống anh không? Ngày nhận được thư mời, anh sẽ được lãnh nhận chức thánh. Tôi chia vui với anh bằng một tấm thiệp mừng vì đang ở xa, nhưng không quên nhắc lại câu hỏi năm xưa của anh. Anh vào chủng viện, em có muốn đi tu giống anh không? Giờ anh đã là một linh mục, tôi cũng là một nữ tu dòng nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu. Anh hơn tôi một tuổi, anh học trước tôi một năm. Anh người miền Nam, tôi người miền Trung. Anh hiền lành và là một con chiên ngoan đạo. Tôi cứng đầu và cứng tin. Thế nhưng chúng tôi có cùng một niềm đam mê làm việc xã hội. Những cơ hội làm việc chung đưa tình bạn của chúng tôi đến gần nhau hơn, dù có nhiều khác biệt. Một tuần trước khi rời đất Sài Gòn để bắt đầu chương mới cho cuộc đời sau những năm gắn bó với giảng đường, anh và tôi dành cho nhau chút thời gian cuối cùng. Tôi cũng ngạc nhiên khi biết anh sẽ đi tu, vì nhìn vẻ bên ngoài của anh đã giống thầy tu rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc khi anh chọn chôn cuộc đời mình nơi cánh cửa nhà tu. Còn anh hỏi tôi về những dự định cho tương lai, những niềm vui trong cuộc sống mà tôi sẽ xây dựng, và ngay cả tuýp người đàn ông tôi sẽ chọn để cùng chung tay vun đắp mái ấm cho riêng mình. Tôi kể cho anh nghe về dự định năm tới sau khi tốt nghiệp. Nào là sẽ làm việc nơi này, đi nơi kia, lấy chồng năm nào, sống ở đâu. Vậy là anh cứ im lặng lắng nghe. Còn tôi mặc sức huyên thuyên về những mơ mộng của mình. Anh chợt quay lại hỏi tôi: anh vào chủng viện, em có muốn đi tu giống anh không? Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, ú ớ. Anh đang nói đùa với em à? Em vừa kể cho anh nghe những dự định của em mà. Anh không nói thêm điều gì nữa, và chúng tôi tiếp tục những câu chuyện khác. Anh đã vào chủng viện. Tôi vẫn giữ liên lạc với anh qua những cánh thiệp mừng lễ, nhưng không chia sẻ với anh bất cứ điều gì về tôi từ sau khi ra trường, vì tôi mắc cỡ. Tôi sợ anh cười thật to khi biết tôi cũng đi tu. Ra trường, tôi tiếp tục đi làm nơi tôi đã làm bán thời gian trong khi còn là sinh viên. Ngày qua ngày đối diện với những bạn trẻ đang bị nàng tiên nâu chế ngự cuộc đời, khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về mục đích sống và ý nghĩa cuộc đời. Chính tôi cũng như một số bạn trẻ có lẽ đang chi xài tuổi trẻ của mình quá lãng phí và ích kỷ. Tôi hỏi chính mình: cuộc đời chỉ có vậy thôi sao? Chính câu hỏi này như một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi đi tìm kiếm điều mà mắt thường không thể nhìn thấy. Tôi tìm và tôi đã gặp. Tôi gặp Ngài qua giờ chầu thánh thể mỗi ngày của các chị nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi gặp Ngài qua đặc sủng đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu mà các chị nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu đang sống. Tôi gặp Ngài qua cuộc sống chứng tá của tình yêu mà các chị nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu dành cho các em nhỏ của các gia đình di dân. Tôi gặp Ngài qua chính sự giản đơn và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của các chị nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi gặp Ngài. Gặp được Ngài, tôi khao khát được biết về Ngài nhiều hơn và ao ước được trở nên giống Ngài. Vậy là tôi âm thầm bỏ lại tất cả phía sau lưng để tiến về phía trước với niềm tin xen lẫn sợ hãi. Niềm tin vì chính cảm nghiệm bình an và hạnh phúc trong suốt thời gian kiếm tìm và tìm gặp. Sợ hãi vì tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi phía trước khi tôi xác định rõ ràng rằng gia đình sẽ từ tôi. Sợ hãi vì những chi phối xung quanh. Sợ hãi vì không chắc mình sẽ vượt qua được những thách đố mới. Nhưng tôi vẫn bước đi. Tôi bước đi cho đến khi vào nhà tập 2 thì mới chính thức tin cho anh rằng tôi đi tu. Tôi bảo với anh rằng
ai cũng nói đi tu là sướng, nhưng với em, đi tu khó quá. Nhưng sao em vẫn thích đi tu? Đây cũng là thời gian những cản trở giữa gia đình và tôi cũng tạm được hóa giải. Anh vui và hạnh phúc với tôi. Vậy là cũng gần 13 năm rồi, chưa một lần gặp lại nhau. Cũng chẳng mấy khi buồn hỏi thăm nhau với lý do bận rộn. Hôm nay ngồi viết xuống câu chuyện đời tu của mình, tôi nhớ đến anh thật nhiều. Người luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng nụ cười. Thiên Chúa luôn có những bất ngờ cho cuộc đời mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta đón nhận những bất ngờ này thế nào và quảng đại với Ngài bao nhiêu. Con giữa đêm khuya trong đền thánh ngài, có tiếng người gọi con, phán dạy con những lời êm ái. Lời ngài làm con cứ băn khoăn, lời ngài hằng thôi thúc tâm can. Ngài gọi con đi, đi làm chứng nhân tình yêu ngài. Chúa rót vào hồn con suối ân thiêng tuôn trào tháng ngày. Chúa thắp vào lòng con lửa tình yêu đêm ngày rực cháy. Tình ngài ngàn năm vẫn miên man. Tình ngài vượt trên cõi không gian. Tình ngài yêu con cho dù tháng năm chẳng hao mòn. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Dẫu biết rằng đời con quá ô nhơ không thể đáp tình, Chúa vẫn ở kề bên, Chúa dụ thương ân cần nâng đỡ. Lời ngài dạy con cứ an tâm, đường dài dù bao nỗi trông gai, dù ngàn gian nguy, Chúa ở với con còn lo gì. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Chọn gọi con giữa muôn dân muôn người thế trần, Chúa đã chọn gọi con dẫu trần gian con còn vương vấn. Ngàn đời ngài tuôn đổ thiên ân, ngài mặc hồn con áo thanh xuân. Ngài dạy con đi, con nguyện tín chung đời chứng nhân. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Phút ngỡ ngàng tình yêu Chúa cao siêu tràn ngập tâm hồn. Phút ngỡ ngàng tình yêu Chúa chọn con nên bạn tâm phúc, để rồi đời con sẽ
rồi miệng con sẽ ca vang ngàn lời yêu thương, ca tụng Chúa cao cả khôn lường. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi Ngài. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến.